Anh ơi, vợ chồng em lấy nhau gần 7 năm, giờ chồng em ngoại tình và ở xa, em muốn xuống ở gần ảnh. Cho em lời khuyên. Trời ơi, em hỏi một câu ngắn củn nè. Mà nó là cả một cái khoa học, cả một cái sự nỗ lực của biết bao nhiêu người, tạm gọi là chuyên gia, tạm gọi là các những người mà đam mê về tình yêu, đam mê về cuộc sống hôn nhân để mà tìm ra cái cách để mà chỉnh sửa một cái mối hôn nhân đã bị hư. Em ơi, cái câu hỏi của em nó chỉ có một câu thôi, nhưng mà câu trả lời cho em, anh phải nói thật, nó cực kỳ khó. Nó không phải khó với anh không, mà nó khó với tất cả những người khác ở trên thế giới này, kể cả các chuyên gia, và thậm chí có những chuyên gia họ vẫn không đồng ý với những cái cách mà của người khác nữa kìa. Chứng tỏ là nó vẫn chưa có ra được cái gọi là cái công thức 100% mà cứ áp vô là được chắc chắn. Lý do nó cũng sẽ không bao giờ ra được một cái công thức mà chắc chắn 100%. Đơn giản là vì con người chúng ta là một cái biến số, là một cái biến số lớn chứ không phải một biến số. Và bản thân con người chúng ta cũng chịu tác động của những yếu tố bên ngoài, và những yếu tố bên ngoài nó cũng là biến số. Tức là bản thân anh đã là một cái biến số, anh lại bị tác động bởi những yếu tố biến số khác. Thì những cái động tác của mình cố gắng tác động vào một cái người nào đó để xây lại những cái cảm giác, nó sẽ bị cái hạn chế bởi những cái biến số đó. Do đó là lý do tại sao trong cái hôn nhân nó chỉnh sửa nó rất là khó. Và cái điều kiện tối thiểu để mà chỉnh sửa được một cái hôn nhân thật sự đúng nghĩa chỉnh sửa là phải hai người cùng đồng ý. Thì lúc đó nó giảm đi những cái biến số đi một cái lượng đáng kể để có thể tập trung vào ở trong một cái nhóm, những cái nhóm tạm gọi là những cái nhóm có cái tính khung sườn công thức, khung sườn công thức có tính đó thôi, những principle, những cái nguyên tắc, để từ đó họ làm những cái đó để họ tạo được cái khả năng họ thành công lại nó rất là cao. Nhưng mà nó phải được ít nhất cái sự đồng thuận của hai người, ít nhất. Do đó là ở đây em tả cái câu hỏi của em nó chỉ vậy nè. Vợ chồng em lấy nhau gần 7 năm, ok, gần 7 năm hay 7 năm chẳng khác gì lắm. Giờ chồng em ngoại tình và ở xa, ok, nhiều đó không á, nó chứng tỏ là cái hôn nhân của em nó đã rạn nứt. Ở xa nó chứng tỏ là sự rạn nứt đó có thể là rất lớn. Và ngoại tình tức là có người phụ nữ khác, và ở xa có nghĩa là không có cái điều kiện để sửa, tại vì sửa là phải ở ở ở với nhau. Do đó là ở em á, là không những ngoại tình mà còn ở xa. Em hỏi anh á, là em muốn xuống sống gần anh ta. Việc em muốn xuống sống gần anh ta nó không có, nó chưa phải là cái cách sửa, nó hoàn toàn không có sửa được, nó chưa phải là một cái động tác để mà gọi là tạo ra một cái gì đó tốt. Nhiều khi em lại ở gần anh ta lại càng làm anh ta cảm giác mình bị kiểm soát, và nó lại tạo ra một cái cảm giác bực mình, tức là một cảm giác tiêu cực, dẫn cái việc anh ta lại càng xa bức nữa. Các bạn hãy nhấn subscribe, đăng ký và chuông để nhận thông báo khi có video mới. Nhưng mà nếu mà anh nói với em là mình không nên ở gần thì nó lại sai chỗ là nếu muốn chinh sửa hôn nhân thì phải ở gần. Do đó trong tình huống của em, cái gì là cái gọi là đúng ở đây? Đương nhiên là em muốn ở gần, nhưng mà cái điều đó nó phải bắt đầu xuất phát từ việc anh ta muốn ở gần cái đã. Ở gần chưa chắc đã là yêu, đúng. Nhưng mà ít nhất anh ta phải chủ động ở gần, tại vì nếu như anh ta không muốn ở gần mà em sáp lại ở gần thì thành em thành cái người làm phiền, em thành cái người kiểm soát, em thành cái người theo đuổi. Và nó cũng không có tác dụng. Do đó buộc là em phải để anh ta về nhà. Bây giờ nó hư rồi, nó không còn cái điều kiện như ngày xưa nữa em à. Do đó em nói anh Tuấn ơi, nếu vậy biết chừng nào không về? Anh không biết. Anh không biết. Nhưng mà thực ra nó có một cái cách mà em, một cái lá bài hay là một cái công cụ mà em có thể dùng, như anh giảng trong nhiều lớp ấy. Và anh cũng có trả lời trên những cái livestream, em chỉ có mò lại cái livestream 3 4 5 6 lần trước em coi hết đi. Em chắc chắn sẽ ra cái đoạn đó. Là trong đó em có một cái vũ khí, nó là cái gọi là chúng ta gọi là sự ly hôn ấy, cho em hiểu được. Là em có thể đặt anh ta vào một cái vị trí ngã ba, anh gọi là ngã ba, là anh quay về chỉnh sửa hoặc là anh mất tất cả, hoặc là anh quay về chỉnh sửa hoặc là anh mất tất cả. Có nghĩa là nếu như anh không muốn mất thì anh phải về để chỉnh sửa. Anh lặp lại nha, về để chỉnh sửa chứ không phải về như cũ nha. Về như cũ là nó lại hư như cũ, tại cũ có nghĩa là hư, cái cũ là cái hư đúng không, nó mới dẫn tới ngày hôm nay. Về để chỉnh sửa hoặc là anh mất tất cả, đó là cái công cụ duy nhất của em. Và nếu như em biết cái cách em đặt ra, anh có hướng dẫn rồi, mỗi lần trả lời có nửa tiếng hồ, em đặt anh ta vào cái vị trí đó thì em sẽ thấy là lúc mà anh ta ở cái lúc gần mất, anh ta sẽ có cái suy nghĩ khác. Và nếu như, và trong cái thời gian đó
em phải thay đổi bản thân em. Em phải thay đổi bản thân em để làm chi? Thứ nhất á, là cái con người cũ của em chính là cái nó dẫn em tới ngày hôm nay. Ok, mình chịu trách nhiệm cuộc sống của mình đúng không? Nếu hôn nhân của mình nó không tốt đẹp, không phải tại ông chồng không đâu, mà tại mình một phần, và chắc chắn là tại mình một phần nhiều trong đó. Đó là chúng ta phải chịu trách nhiệm cuộc đời mình cái đó. Cái lý luận ở chỗ là nếu như em nghĩ chuyện đó là do người ta, thì có nghĩa là em sẽ không có cách chỉnh sửa. Tức là cuộc đời em sẽ là người khác quyết định. Và điều đó có nghĩa là em sẽ chẳng làm gì được cả. Nếu vậy em chẳng cần cố gắng làm gì đúng không? Nếu vậy chạy lại hỏi anh nó cũng vô nghĩa mà thôi. Nếu như em hỏi anh mà anh trả lời cho em mà nó có giá trị và em đồng ý, thì có nghĩa là em nghĩ là cái sự thay đổi của em là có giá trị, cái hành động của em là có tạo được sự thay đổi đúng không? Điều đó có nghĩa là mình chịu trách nhiệm cuộc đời mình đúng không? Mà khi mình chịu trách nhiệm cuộc đời mình thì cái kết quả ngày hôm nay mình đang có nó chính là do cái hành động trong quá khứ đúng không? Ok, nếu vậy thì mình phải xác nhận là cái hành động trong quá khứ của mình là nó không có đúng, nó là cái tạo ra cái hậu quả ngày hôm nay. Bây giờ mình muốn một cái kết quả tốt đẹp mình phải thay đổi mình, thì khi em thay đổi em nó sẽ tạo ra những cái kết quả tốt đẹp khác, đúng, nó thật sự là vậy luôn. Và khi em thay đổi em thì em sẽ sẵn sàng hơn cho cái việc sau này mà mình phải tách ra. Và em sẽ không cảm giác đau đớn như vậy nữa. Em sẽ có một cái cảm giác yêu đời, em hạnh phúc hơn, em tìm được cái hạnh phúc của mình. Em làm mới mình hơn, sẽ có những người đàn ông khác theo đuổi em và cuộc sống em sẽ tốt đẹp hơn. Và đừng bao giờ cho mình cái suy nghĩ nha. Anh ơi bây giờ em hai đứa con, bây giờ cuộc sống em sao tốt đẹp. Khi mà em để cái suy nghĩ đó lẫn vào đầu là ngay lập tức em mất đi cái em vừa nói. Là em mất đi cái gọi là sự thay đổi. Em cho dù em như thế nào chăng nữa em vẫn có thể làm lại từ đầu hết. Có những người cuộc sống của ta là phải nói là không phải trong tình cảm không đâu nha, mà cuộc sống người ta đi xuống tới sình á, đi xuống tới 7 tầng địa ngục, người ta gọi là đi xuống 7 tầng địa ngục, mà người ta quyết định là người ta thay đổi, người ta vẫn có thể hạnh phúc và sống tốt đẹp được. Bỏ gươm xuống còn thành Phật được mà. Cái thằng cha cầm gươm là thằng cha nào phải không? Thằng cha đi chém người ta đó. Thằng cha xuống tới cái mức mà tệ thì tệ đó, đi chém người ta. Mà bỏ xuống còn thành được Phật mà. Không bao giờ là trẻ để thay đổi cả. Vậy đó em buộc phải thay đổi bản thân em. Thì đó là cái câu trả lời của anh tương đối ngắn cho cái câu hỏi đó của em.